Dàn sao đội tuyển Việt Nam cùng muôn vàn sắc thái chào mừng 2019, hòa cùng không khí chào mừng năm 2019. Dàn sao đội tuyển Việt Nam với 1001 cách chúc mừng năm mới. Phan Văn Đức là người đầu tiên đăng status khai xuân cho dàn sao đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ người Gợi An gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, cha mẹ, người thân và toàn bộ người hâm mộ, kèm theo lời chúc là bức ảnh rất bắt trên xếp hình đỉnh cao cùng hội bạn thân, đến từ các cầu thủ Văn Đức, Hồng Duy, Duy Mạnh và Huy Hùng. 2018 chuẩn bị kết thúc, một năm đánh dấu nhiều sự kiện ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Xin chúc cho cha mẹ, gia đình và tất cả mọi người một năm mới luôn bình an, khỏe mạnh, thành đạt và thật nhiều hạnh phúc. Anh em tớ đón Tết xa nhà nhưng vẫn hoành tráng nhé. Dòng trạng thái cùng bức ảnh bắt trên xếp hình đỉnh cao cho hội bạn thân gây bão cộng đồng mạng. Chấn thương và không cùng đồng đội sang Qatar, nhưng Đình Trọng vẫn biết tạo điểm nhấn cho riêng mình. Bức ảnh xô đít khoe góc nghiêng thần thánh đằng sau bắt chước Potter phía sau khiến các fan không khỏi phì cười. Năm 2018 khép lại không thể ngọt ngào hơn với những tiến bộ vượt bậc và thành công vượt ngoài mong đợi của Trọng Servin. Kết thúc năm 2018 và cũng là một năm đầy ý nghĩa và thật nhiều cảm xúc. Năm 2019, Trọng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để hoàn thành mọi ước mơ của mình. Khác với những bức ảnh nhã nhặn với gam màu trung tính của các đồng đội, Văn Toàn khác người với lời chúc rất dài, cùng bộ đồ đỏ nổi bật. Năm 2018, riêng cá nhân Văn Toàn chưa được thành công vì những chấn thương không đáng có. Thế nên một outfit màu đỏ chất chơi đầu năm sẽ giúp Văn Toàn trở nên tự tin hơn trong năm mới. Chào ngày cuối cùng trong năm 2018, chào mừng năm 2019, hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm tới, kết thúc năm cũ bằng một tấm ảnh đỏ đỏ. Cảm ơn tất cả các bạn trong một năm qua luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã yêu quý mình sẽ cố gắng hơn để thành công hơn trong năm 2019. Chúc mừng năm mới! Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải lại hóa người đàn ông của gia đình khi đăng bức ảnh hạnh phúc cùng cô vợ Thùy Phương và con gái bé bỏng. Gia đình nhỏ này có lẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn, giúp cho Hải thi đấu thăng hoa trong lần quay trở lại này. Gia đình Sunny xin chúc tất cả mọi người năm mới 2019 với thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công và luôn thật hạnh phúc nhé. Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng là người đăng status trễ nhất trong dàn sao đội tuyển Việt Nam. Gần 2 giờ đêm, thủ môn 21 tuổi này đăng tải một dòng trạng thái khá dài với những lời cảm ơn không ngớt dành cho gia đình và người hâm mộ. Kết thúc 2018 bao thăng và trầm, thật may mắn và hạnh phúc cho đến bây giờ tôi vẫn mạnh khỏe và an vui. Cảm ơn bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Cảm ơn tất cả những người đã luôn theo dõi và ủng hộ giúp đỡ tôi trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn những người chỉ luôn đứng phía sau và cầu chúc mọi điều tốt đẹp, bình an cho tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Năm 2019 tôi xin cầu chúc cho bố mẹ, gia đình và tất cả mọi người có một năm thật may mắn, an vui, phát tài, phát lộc. Cầu chúc cho mọi người những điều tốt đẹp nhất. Happy New Year! Bức ảnh với thần thái rạng ngời của Bùi Tiến Dũng khiến fan nữ phải rụng tim. Trong khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy lại chọn bức ảnh khai xuân cùng với bạn, cùng phòng Văn Lâm. Cả hai còn quay hẳn một đoạn clip ngắn với loạt biểu cảm vô cùng dễ thương, cùng dòng chữ Happy New Year. Một năm khép lại với nhiều thăng trầm, mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Xin chúc cho ba mẹ, gia đình, người thân và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, mọi điều bình an, thành công trong công việc và tràn đầy hạnh phúc.